Dân số chương 4, dòng họ KH. Chúa phán dạy Môi-se và A-rôn: Con hãy kiểm tra dân số người KH, tức là một ngành trong tộc Lê-vi, theo từng họ hàng và gia đình. Con hãy kiểm kê tất cả người nam từ 30 đến 50 tuổi trong lứa tuổi phục vụ để họ đảm nhiệm công tác tại trại hội kiến. Đây là công việc của người KH tại trại hội kiến, chăm sóc các vật chí thánh. Khi nào trại quân dời đi, A-rôn và các con trai người phải vào gỡ bức màn ngăn che nơi thánh và phủ lên rương chứng cớ, rồi phủ lên trên các tấm da cá heo, trải tấm vải màu xanh lên trên cùng, rồi sửa đòn khiên cho ngay ngắn. Họ sẽ trải lên bàn đựng bánh thánh, tấm khăn xanh, rồi đặt lên khăn các đĩa, tô chén và các bình dùng dâng rượu, bánh thánh dâng liên tục vẫn để y trên bàn. Trên tất cả những vật ấy, họ phải trải một tấm khăn đỏ thẫm và trên cùng phủ lên các tấm da cá heo, rồi xỏ đòn khiên vào. Họ phải lấy một tấm khăn xanh phủ lên giá đèn để thắp sáng và các cây đèn, kéo các tim đèn và khay và tất cả các bình đựng dầu để thắp đèn, rồi bọc giá đèn và các đồ phụ tùng bằng tấm da cá heo và đặt lên một đòn khiên. Họ cũng phải trải một tấm khăn xanh trên bàn thờ bằng vàng, rồi phủ lên bằng các tấm da cá heo, rồi xỏ đòn khiên vào. Tất cả các vật dụng trong việc phục vụ tại nơi thánh phải gói lại trong một tấm vải xanh và phủ lên bằng các tấm da cá heo. Họ phải hốt tro tại bàn thờ bằng đồng, trải lên bàn thờ một tấm vải màu tím và đặt tất cả các khí dụng tế lễ lên trên. Các lư hương, xiên, xẻng, bát dùng vào việc rảy nước, tất cả các phụ tùng bàn thờ, rồi phủ lên các tấm da cá heo và xỏ đòn khiên vào. Sau khi A-rôn và các con trai người đậy xong nơi thánh và tất cả các khí dụng thánh, và khi trại quân sẵn sàng dời đi, dòng họ KH phải đến khuân vác, nhưng họ không được chạm đến các vật thánh kẻo bị thiệt mạng. Dòng họ KH phải khuân vác các vật dụng trong trại hội kiến. Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, có nhiệm vụ lo về dầu thắp đèn, hương liệu, lễ vật chay hằng dân và dầu sức. Cũng phải coi sóc cả đền tạm và các vật dụng bên trong, kể cả các đồ bạc và vật dụng thánh. Chúa lại bảo Môi-se và A-rôn, đừng để gia tộc KH phải bị tiêu diệt. Đây là điều phải làm để giữ cho họ khỏi chết. Khi vào nơi thánh, A-rôn và các con ông sẽ vào nơi đó với họ, chỉ cho mỗi người vật gì họ phải khiêng. Tuyệt đối không ai được vào nơi đó để nhìn các vật thánh, dù chỉ trong giây lát, ai bất tuân đều phải chết. Chúa bảo Môi-se, cũng hãy kiểm tra các con cháu Gẹt-sôn tùy theo gia tộc và họ hàng họ, từ 30 tuổi cho đến 50 tuổi, gồm những người trong lứa tuổi phục vụ để họ đảm nhiệm công tác tại trại hội kiến. Đây là công việc của họ. Họ sẽ khiêng các bức màn của đền tạm, trại hội kiến, nóc lều, tấm gia phủ nóc lều, tấm màn che cửa lều, các màn quanh hành lang, màn che cửa hành lang bao quanh trại và bàn thờ, dây thừng và các dụng cụ khác. Những người thuộc gia tộc Gẹt-sôn có nhiệm vụ di chuyển các vật ấy. Hết thảy công việc của con cháu Gẹt-sôn, món chi họ phải khiêng đi và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu. Người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi trong hội mạc. Ấy là công việc của các họ hàng con cháu Gẹt-sôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn. Người phải kiểm tra con cháu Mê-ra-ri tùy theo họ hàng và gia tộc của họ, từ 30 tuổi cho đến 50, tức là hết thảy những người trong lứa tuổi phục vụ, để họ đảm nhiệm công tác tại trại hội kiến. Họ sẽ khiêng khung trại, các thanh ngang, trụ và đế trụ,
trụ hành lang, đế trụ, cọc lều, dây và các đồ phụ tùng. Khi phân công người nào khiêng vật gì, phải lập danh sách rõ ràng. Trên đây là nhiệm vụ của dòng họ Merari tại trại hội kiến dưới sự hướng dẫn của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Vậy Môi-se, Aaron và các nhà lãnh đạo nhân dân bắt đầu kiểm tra gia tộc Kehat gồm những người trong lứa tuổi phục vụ từ 30 đến 50 tuổi để đảm nhiệm công tác tại trại hội kiến có được 2.750 người. Đó là tổng số người Kehat phục vụ tại trại hội kiến do Môi-se và Aaron kiểm tra theo lời Chúa truyền cho Môi-se. Còn con cháu Gerson đã được kiểm tra tùy theo họ hàng và gia tộc của họ từ 30 đến 50 tuổi, tức là hết thảy những người trong lứa tuổi phục vụ đảm nhiệm công tác tại trại hội kiến, cộng được 2.630. Đó là những người về gia tộc Gerson đã được kiểm tra, tức là những người hầu việc trong trại mà Môi-se và Aaron tu bộ y theo mạng lệnh của Chúa. Còn những người thuộc về gia tộc Merari đã được kiểm tra tùy theo gia tộc và họ hàng của họ từ 30 cho đến 50 tuổi, tức là mọi người có khả năng phục vụ trong trại cộng được 3.200. Đó là những người về các gia tộc Merari đã được kiểm tra. Môi-se và Aaron kiểm tra dân y theo lệnh của Chúa đã cậy Môi-se truyền dạy. Hết thảy những người Lê-vi mà Môi-se, Aaron và các quan trưởng Israel kiểm tra tùy theo họ hàng và gia tộc của họ từ 30 cho đến 50 tuổi, tức là mọi người đến phục vụ và khuân vác đồ trong trại cộng được 8.580 người. Người ta kiểm tra người Lê-vi theo lệnh Chúa đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi. Người ta kiểm tra dân theo lời Chúa đã phán dạy Môi-se vậy. Dân số chương 5. Luật về người ô uế. Chúa cũng bảo Môi-se, con dạy người Israel phải trục xuất các người phun, người có chất lỏng xuất ra từ thân thể và người bị ô uế, vì đụng vào xác người chết ra khỏi trại quân, dù họ là đàn ông hay đàn bà. Cũng phải trục xuất để họ không làm ô uế trại quân, vì ta ở giữa trại dân ta, người Israel vâng lời Chúa. Luật bồi thường. Chúa lại bảo Môi-se dạy bảo người Israel, khi một người, dù đàn ông hay đàn bà phạm một tội gì với một người khác, và do đó phạm tội bất trung với Chúa, người ấy phải nhận tội mình, phải xưng tội ra, bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cộng thêm 1/5 số ấy cho nạn nhân. Trường hợp nạn nhân không còn ai để nhận bồi thường, số bồi thường phải nộp cho Chúa và số ấy thuộc về thầy tế lễ, cộng thêm một con chiên để làm tế lễ chuộc tội. Phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Israel dâng cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dân sẽ thuộc về người. Vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ chắc sẽ thuộc về người vậy. Luật về ghen tương. Chúa lại bảo Môi-se, hãy phán dạy dân Israel rằng, nếu một người đàn bà ngoại tình nhưng nàng giấu kín, không bị bắt quả tang, cũng không có nhân chứng, và nếu người chồng đâm nghi, nổi ghen khi vợ mình đã thất tiết, hoặc nổi ghen trong khi vợ mình không thất tiết, người ấy nên đưa vợ mình đến gặp thầy tế lễ, cũng đem theo một lễ vật gồm 1/10 epha bột lúa mạch không pha dầu, không rắc nhũ hương lên trên, vì đây là lễ vật ghen tương. Thầy tế lễ sẽ đem người vợ đến trước Chúa, đổ nước thánh vào một cái bình bằng đất, bốc bụi dưới sàn đền tạm bỏ vào. Thầy tế lễ cũng xả tóc nàng, đặt lễ vật ghen tương vào tay nàng. Tay thầy tế lễ cầm bình nước đắng nguyền rủa. Thầy tế lễ bảo nàng thề rồi nói, nếu không có ai nằm với bà ngoài chồng bà, thì nước đắng nguyền rủa này sẽ không làm hại bà được. Nhưng nếu bà đã ngoại tình, cầu Chúa khiến cho nàng trở nên một mầm rủa xả và trù ẻo giữa vòng dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm lòi hông và phình bụng lên,
Nước đắng rủa xả này khá chui vào ruột gan, làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông. Nàng sẽ nói, xin cứ đúng như thế. Thầy tế lễ viết những lời nguyền rủa này vào sách, rồi rửa sách trong nước đắng. Khi nàng uống nước đắng nguyền rủa, nó sẽ gây nhiều cay đắng trong bụng. Thầy tế lễ sẽ lấy lễ vật ghen tương khỏi tay nàng, đem dâng đưa qua đưa lại trước Chúa, rồi đem lễ vật đến trước bàn thờ, bốc một nấm bột tượng trưng cho toàn thể lễ vật, đem đốt trên bàn thờ, rồi bảo nàng uống nước. Nếu nàng ngoại tình, nước sẽ trở nên đắng trong bụng, bụng phình lên, đùi sụm xuống. Nhân dân sẽ nhắc đến nàng mỗi khi trù ẻo thề thốt. Nhưng nếu trong sạch, nàng sẽ không bị hại mà vẫn có thể sinh nở. Đó là luật lệ về sự ghen tương khi một người đàn bà ở dưới quyền chồng mình lỗi đạo và bị ô uế, hoặc khi nào tánh ghen phát sanh nơi người chồng mà ghen vợ mình. Người phải đem vợ đến trước mặt Chúa và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều chi luật lệ này đã truyền dạy. Người chồng sẽ không có lỗi mặc dù hậu quả tai hại xảy ra cho vợ mình trong trường hợp vợ ngoại tình thật. Dân số chương 6. Luật về người Na-si-rê. Chúa phán bảo Môi-se, con hãy bảo dân Israel, nếu một người nam hay nữ muốn hứa nguyện biệt mình riêng cho Chúa làm người Na-si-rê, thì phải kiêng cử rượu và thức uống làm cho say, cũng không được uống giấm làm bằng rượu hoặc bằng một chất lên men, cả đến nước ép nho cũng không được uống và không được phép ăn nho tươi hay khô. Suốt thời gian biệt mình riêng cho Chúa làm người Na-si-rê, người ấy không được ăn uống bất cứ món nào từ cây nho, kể cả hạt nho và vỏ trái nho. Suốt thời gian thề nguyện biệt mình làm người Na-si-rê, người không được cạo đầu. Trọn những ngày người biệt mình riêng cho Chúa làm người Na-si-rê, tóc người cũng được biệt riêng ra thánh, và người phải để cho tóc mình mọc dài, không được cắt tỉa. Suốt thời gian biệt mình riêng cho Chúa, không được đến gần xác chết. Đừng vì cha hay mẹ, vì anh em hoặc chị em qua đời mà bị ô uế, vì dấu hiệu biệt riêng cho Chúa vẫn ở trên đầu mình. Suốt thời gian biệt riêng đó, người ấy được thánh hóa cho Chúa. Nếu ai chết thình lình bên người Na-si-rê, làm cho đầu đã biệt ra thánh của người ấy trở nên ô uế, thì phải cạo đầu mình vào ngày được sạch, tức là ngày thứ bảy. Qua ngày thứ tám, người ấy phải đem hai chim gáy hoặc chim bồ câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa trại hội kiến. Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội và con kia làm tế lễ thiêu để chuộc tội người đã mắc vì xác chết. Ngày ấy, người sẽ biệt đầu mình ra thánh. Người ấy sẽ biệt mình ra thánh cho Chúa suốt những ngày còn lại trong thời gian làm người Na-si-rê. Cũng phải đem một con chiên con đực một tuổi làm tế lễ chuộc sự mắc lỗi. Những ngày làm người Na-si-rê đã qua không được kể nữa vì đã bị ô uế. Đây là luật lệ về người Na-si-rê khi mãn hạn biệt riêng mình cho Chúa. Người ấy phải được đem đến cửa trại hội kiến. Người ấy sẽ dâng các tế lễ lên Chúa. Một con chiên con đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu. Một con chiên cái một tuổi không tì vết làm tế lễ chuộc tội. Và một con chiên đực không tì vết làm tế lễ cầu an. Một giỏ bánh không men bằng bột lọc, các bánh nhỏ rưới dầu, các bánh tráng không men thoa dầu, luôn với lễ vật chay và lễ quán. Thầy tế lễ sẽ đem các lễ vật ấy đến trước mặt Chúa và dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu. Dâng luôn con chiên đực làm tế lễ cầu an, cùng dâng tế lễ chay và lễ quán của người ấy, trừ ra giỏ bánh không men. Tại cửa trại hội kiến, người Na-si-rê phải cạo tóc trên đầu mình đã biệt riêng và lấy tóc bỏ vào ngọn lửa đang cháy dưới tế lễ cầu an. Sau khi cạo đầu, người Na-si-rê sẽ được thầy tế lễ đặt trong lòng hai bàn tay cái vai đã luộc chín của con chiên đực, một cái bánh nhỏ không men lấy trong giỏ và một cái bánh tráng không men.
rồi dân đưa qua đưa lại trước mặt Chúa. Đó là những vật thánh thuộc về thầy tế lễ, cũng như cái ngực đã được đưa qua đưa lại và cái đùi đã được dâng lên. Sau đó người Na-si-rê được uống rượu. Đó là luật lệ về người Na-si-rê. Ngoài những lễ vật cần thiết kèm theo lời hứa nguyện làm người Na-si-rê, nếu người có hứa nguyện dâng lên Chúa những lễ vật nào tùy theo khả năng mình, người phải giữ đúng theo lời mình hứa nguyện. Lời chúc phước của thầy tế lễ. Chúa phán dạy Môi-se: Con hãy bảo A-rôn và các con trai người, đây là cách chúc phước cho dân Israel. Cầu xin Chúa ban phước cho ngươi và bảo vệ ngươi. Cầu xin Chúa làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Chúa đoán xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Như thế họ sẽ đặt danh ta trên dân Israel, thì ta sẽ ban phước cho dân đó.